bên trong tàu sân bay thu hút triệu khách tham quan của Mỹ. Từng là con tàu lớn nhất thế giới, USS Midway nay trở thành một bảo tàng hút khách tham quan. Theo CNET, website về công nghệ và điện tử ở Mỹ, USS Midway từng là tàu đầu tiên trong thế hệ tàu sân bay mới. Con tàu đã dừng hoạt động và được chuyển đổi thành bảo tàng từ năm 2004 với mức giá vào cửa là 18,26 USD trên TripAdvisor. Bảo tàng này được xếp hạng nhất trong số 475 trải nghiệm đáng thử ở San Diego. Theo Los Angeles Times, đây là bảo tàng tàu chiến hải quân nổi tiếng nhất nước Mỹ với lượng khách khoảng hơn 1 triệu lượt mỗi năm. Hàng năm, bảo tàng này tổ chức khoảng 700 sự kiện và là điểm đến cho những chuyến đi thực tế của 50.000 sinh viên. Mỗi tour tham quan USS Midway, du khách được trải nghiệm khoảng 60 điểm bên trong con tàu, bao gồm khu ngủ, phòng máy, phòng tác chiến, phòng dành cho sĩ quan. Trong ảnh là khoang chứa máy bay, sức chứa khoảng 65-100 chiếc. TBM Avenger, loại máy bay ném ngư lôi trên tàu sân bay tối tân nhất trong Thế chiến thứ nhì và được sử dụng lần đầu ở trận Midway. Ngoài ngư lôi, nó có thể mang theo bom, tên lửa, bom chìm để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Phúc, du khách Anh, đã dành khoảng 5 giờ để khám phá bảo tàng này hồi đầu năm. Theo du khách Anh, bảo tàng là trải nghiệm thú vị với nhiều người, không nhất thiết phải có đam mê lĩnh vực quân sự. Tour tham quan đưa du khách khám phá hầu hết không gian con tàu. Chỉ một số khu vực không được vào vì lý do an toàn. Trong ảnh, một góc phòng kỹ thuật trên tàu sân bay này. Hệ thống hơi nước trên tàu. USS Midway chạy bằng động cơ hơi nước và việc phóng máy bay cũng được thực hiện bởi chiếc máy phóng chạy bằng hơi nước. Khu vực dành cho thủy thủ đoàn tương đối chật chội. Khoảng cách giữa các tầng giường hẹp, không đủ chỗ để một người trưởng thành có thể ngồi. Khu vực bếp trên tàu nơi từng phục vụ khoảng 12.000 bữa ăn mỗi ngày cho thủy thủ đoàn. Trên tàu cũng có phòng khám nha khoa và phòng cắt tóc. Cabin dành cho thuyền trưởng. Đây chỉ là một phần trong số các phòng của thuyền trưởng, bao gồm phòng ngủ, phòng tắm, bếp với đầu bếp riêng. Phòng dành cho các phi công điều khiển E-2 Hawkey, loại máy bay có nhiệm vụ cảnh báo sớm và kiểm soát trên không. Hai máy bay trong tư thế sẵn sàng để phóng. Theo The Travel, Mỹ hiện sử dụng 5 tàu sân bay cũ làm bảo tàng để du khách tham quan. Các bảo tàng này nằm ở cả bờ đông lẫn bờ tây nước Mỹ, gồm USS Yorktown CV-10, USS Hornet CVV-12, USS Intrepid CV-11, USS Lexington CV-16 và USS Midway CV-41. Trong ảnh, một cựu phi công của USS Midway đang thuyết trình cho khách tham quan về cơ chế hạ và cất cánh của tàu sân bay. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.